chung quanh ngủ đi rồi sáng mấy cái ngày mùng ba mùng bốn rảnh thì mình đã đi qua Thái Lan rồi. Đi đâu đó đi ta ba cái xe. Rồi. Cái đường quên. Ngồi dưới đây. Ba từ từ. Hay thì chiến. Rồi đấy nhớ. Ba có gì đâu. Để nhớ từ từ. Tôi quan trọng ấy người mà hỏi đi xe không người. Hôm nay mặc quần kiến ăn thuốc rồi đặt chúng ta. Bổ bổ canh à đã rồi. Nguyễn Vũ à. không có được. Bệnh tùm lum hết trơn ông nội ơi. Mình không có bị phổi mà nó cứ khều khều không có gì. Tặng ra tới chưa? Cho 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 không về đi. Cho không về không. Rồi tới cái tới đang gần tới cầu Hòa Tồn. 03382 nha. Đấy là như là vợ chồng Lý nó đi riêng á. Đi xe. Đựng điện. Trời ơi chồng con thôi hôm nay rồi đó gia đình con lụt đục lắm đừng có điện trời ơi biết thì xạo ghê không trời ơi trời ơi trời ơi thôi em dạ à, chồng con em lụt đục thôi tới thôi lui thôi anh đừng có điện nha trời trời biết biết Lại anh mà. Trời ơi con. Mày làm gì mới chi viện trước? Nước mày đang mày kiểm mặc quần gì vậy? Bộ quần mặc đâu hả? Trời ơi chứ mình không phải là 1 phút 50 giây được. Nãy phóng qua đó là bà xã bà đang ngồi bên rình. Bà rình coi đi đâu. Trên bộ của áo đỏ bước xuống cửa bắt nữa. Quanh quanh vậy là đối với Mỹ là như vậy là cảm ơn cương chạy vô hoài rồi phải không? Rồi Mỹ đi rồi, điệp rồi, Mỹ nói Mỹ đi rồi. Đi rồi hả? Bác biết bà chồng tôi ai không? Trời ơi bà chồng á. Gọi gọi nghe bả luôn hả gì? Trời ơi bà kia hỏi con ai vậy? Nói con là dâu của bà nó bà tên gì? Nói tôi nè. Trời ơi. À đã kìa đó có chuyện vậy nữa mà. Tại bữa hổm giờ kìa nó về chơi mà đi đường tắt gì đâu có biết. Bởi ông nói về nhà bà chồng không biết, mày đường tắt gì không biết. Trời biết biết dâu con gì đâu mà về. Vậy mà hỏi bác quá biết nhà bà chồng con. Bà chồng tên gì? Hỏi cái tôi nè. Ủa má má. Trời ơi. Hai mẹ con ôm nhau khóc trời ơi. Đáng gì đáng mà cưới. cháu nội chưa? Chị mời vô hả? Chưa. Chuẩn bị. Làm gì đám cưới rồi. Quá. Còn quán ngay chùa viên gì đó. Nên đông tiền lấy. Cưới phải thu ta. Xe mới gì đó ta. Ừ. Ngồi thôi mượn xe chứ chạy vòng quá. Xe là như mới trong thùng mới ra phải. Thấy còn mới tin nè. Rồi. Này con bán độc phá luôn rồi. Có hết. Đi sang bên đây. Đi
Trời ơi, hẹn 2 giờ mà tới giờ nó lên giờ. Này chỉ cái lưu đi, ai khác nước ra múc uống ở làm vậy trơn á, chỉ cái lưu nào uống đi. Có nước đàng hoàng cái đầu lưu chị ha. Thôi đừng quay nhà lá. Ở nhà này cổ á. Nhà cổ giờ tiền không đó. Nhà cổ giờ tiền không. Nó là bằng dữ không giờ biết. Thấy mày biết tất chuyện của anh chợ mới tới hoa đây hả? Trai nó nói chuyện dễ thương lắm mày ơi. Ai? Thằng trai của anh. Thằng trai của anh. Có chị về nào à? Mới về là quá đó. Dẫn tối hả? Hơn không? Dẫn tới thì bữa nào chị đây? Bữa tới là mùng 1 tới đi rồi. Tại bữa phone cho anh Mí tính là hai mấy tay. Nghe chị nói là mình chắc xuống 6 kg tới đây á. Lần 1. Ở hầm lần 1 lại đi. Đi con thi này với 6 kg. Cười lên cái coi. Chị Tư á, chị Tư á. Chị ruột không? Chị ruột. Giống không? Giống. Chị trẻ hơn rồi nha. À, thấy đẹp hơn. Dành cái ghét đuổi dành dành. Lát nữa gấp thật nhiều. Lấy đũa thì nhốt xuống hết. Đây bạn Nga, bữa qua bữa anh làm gì mới đây rồi có tiền dữ rồi đó. Sao biết ngươi? Sao anh biết? Ai nói nó tính tháng gì? Tháng 7 về. Mày nói tháng 7 về. Wow, ăn cá đã ha. Thấy, thấy cái đây là nhà cổ. Đây không kêu ông xã đi chi. Đi đột xuất quá, đâu có chuẩn bị gì. Ông xã chi giờ luôn, ta không nhớ mặt luôn. Không nhớ. Thiệt đó. Rồi sao nữa hả? Không khóa mình đó mà. Lâu quá nặng. Đưa tôi lấy mình. Không lấy. Anh có lấy này không? Quên thơ rồi đó mày. Không quá thì sao? Nhưng mà lấy lấy cái đó anh muốn để gì? Anh chi không chung thơ nữa. Không có, anh lấy này được nè. Anh đang cái tối này tự tối này để vô. Cắp ra vậy lấy này đi. Này bỏ đó thử. Này làm món gì đây? Bò xào đó. Bò xào. Cái bao giờ về nhà tôi ta? Bao giờ rảnh ta? Mai em đi rồi. À, mai đi hả? Dạ. Ủa? Mai em giao Vũng Tàu. À. Vũng Tàu 2 bữa nữa rồi mới về bến. 2 bữa. Ủa về hôm nay về đây có 2 bữa hôm qua. Qua hôm nay à? Không phải là hôm nay về đây về Úc đây được mà gần 3 tuần rồi. Dạ. Em có để đó. Chị lấy đi. Em có găm rượu không? Hả? Nha. Lại dắm đường. Dắm đường hả? Cái này đó. Sao tôi không ăn tẩu là tôi hết nhậu quá. Kìa cứ nhậu quậy tôi không nhậu. Nó có bị tim. Là nhờ ăn này đó. Là nhậu giờ nhậu mặt có. Họ cũng quậy nhậu quậy tôi không nhậu. Cứ á. Con quậy thấy không? Mà nhờ ăn này tôi nhậu được. Anh đó chị Tư. Lâu quá không nhớ. Nhanh anh giao em chị. Đây là học chung chị Tư. Học chung mà giờ đi ở ở ngoài Úc á. Ở Úc Úc. Dạ bạn học. Này có cái tàu cứu Tư ra hay gì vậy? Học chung. Chị đầu tôi cũng không biết lấy cái gì. Cái này mình xào kín không? Hay là xương xương không? Không có, mà mình thịt bò, thịt bò hay thịt gì? Thịt bò thì không nên chín lắm. Không chín lắm, chín lắm. Thịt bò chín nó dài lắm. Xong xong xong. Mà cái này mình làm mới giờ tái tái rồi là ăn mới mềm. Không có. Không có mình làm cái gì? Món gì món gì? Bò rang mấy hả? Vậy mình lát mình xào á. Mình đừng có cho chín dữ là chín được rồi đó. Bây giờ nó ở đâu? Nhưng mà là chín nhẹ thôi. Chín quá nó dai. Thịt bò này. Bò. Đó là ngỡ xiên ha. Được rồi. Rồi để ra cái chưa được rồi đó. Làm gì? Không phải bị gì á? Bị gì? Ha. Lấy cái giá con đi lên là bán cái giá nhiều khi tăng phí không bằng cái đũa phải không? Nó giỏi lắm. Mà ở này nhiều quá. Phụ nữ hay giỏi. Đành thấy tụi em còn đạm bạc quá ha. Trời, đạm nha. đại gia mà nói vậy kỳ quá nha đại gia. Bạn trên giữa ông chôn không phải giữa. Tôi đi ngang nghe nãy Hồng Minh.
ta đang kiếm tốn là vậy á. Vậy đây mà không biết sao đi dạy. Vậy cũng tốn là tốn xuống. Sao? Anh nói gì? Vậy đó mà sắp xếp đi là ở đây là học ai qua luôn đó. Nếu mà còn tôi còn nghĩ vậy. Thế anh tên kinh chuyện lắm không? Nó ăn giỏi. Tiền cho nhanh chút đỉnh tí quyết. Nhanh cũng giỏi. Nhanh giỏi chị Tư đó. Nó ăn giỏi chị Tư là tiền rồi. Không giờ mình tốn nhanh mà khéo tụi con. Ví dụ như tướng nữ rồi nè, tướng chi rồi ha, tướng quanh rồi. Không có tướng không nghe á chứ. Rồi, tướng nghe rồi nè. Tướng nghe rồi nè. Tướng không gì á. Trời ơi, còn tướng gì đâu. Vậy đi mà trời ơi, làm không nổi lên đây. Anh đâu trong nước chứ cho cách gì mà làm khí hậu không luôn rồi không hái không cái này phải chị Tư cái này chắc lẽ là còn thiếu cái nữa chị gì. Ủa sao hai màu ta, màu xanh với màu nâu. Cái này là nó kêu bằng da cám á anh. Anh da cám nghĩ cho nó ngọt hơn cái kia. Sổ người nó còn nó bự lắm. Số anh Tây đâu điện, nó điện anh Tây lại cho chị Tây. Nãy nghe Tâm hỏi nó chắc nó điện để chị. Anh muốn mua muối ớt muối tiêu gì không? Cái này chị hai đĩa này ba đĩa, cái này mua làm món sốt sốt chấm cái này ăn mắm me để ăn cá, thấy không? Ủa vậy là tôi tư thứ tư. Sao lấy gì anh được thấy anh? Nhưng mà bao giờ rồi nè? Thì mấy hãng gì cũng vậy hả? Thấy không? Vô anh 77 sao 3729 hả? Mày mấy đứa uống rượu cứng rồi mấy em chịu rồi. Công nhận. Công nhận bên giáo dục đó, nó hay. Sao hay? Bởi nữ vậy là sao kiếm anh đâu? Hả? Bởi vậy. Bởi vì nữ đâu. Rồi anh em bưng ly lên đi. Hả? Cái chạy vô đi vô đi. Vô đi bưng ly cái đi. Hai đứa còn đang các gần cái trạm đảo ha. Thôi bây giờ vậy đi về mình. Rồi đứng liền ngay đi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Muốn mở gì mời, muốn mở cái tôi làm thôi giờ. Tôi muốn lý do, tôi muốn lý do. Coi như là lần đầu tiên mấy anh này ghé qua tệ xá của em. Không có gì hơn thì em cũng chân thành cảm ơn. Nhà bận đi rượu này cũng mời mấy anh. Có nghĩa là ghé xong là xá của em ha. Rồi vỗ tay. Rồi chúc sức khỏe tất cả mấy anh chị nha. Rồi. Ghé một lần là xá luôn. Uống một ly rượu kính luôn. Tại xá không? Đi luôn hả? Ê. Đi hả? Dạ. Còn lại bổ phụ bà can này. Cảm ơn thầy. Không biết sao không được được. Đi nha. Đi á. Không có bà can hả? Quá đã. Rồi, mày cameraman ngồi về luôn. Không, cứ ăn uống trước thì em quay xong rồi các em bỏ xuống là ăn luôn. Người là người làm cái đi. Coi thấy chủ nhà làm không, bên đây chưa làm nữa. Chứ không quen cái gì, không quen, không có mình à. Quay cũng ấy nha anh. Để gặp gặp người quay cũng không có cái đầu. Thấy cái mình không nữa. Ai gọi ly nữa này. Anh uống ly chứ. Không, không, nó là đâu uống đâu. Nhắm đi. Để anh quan anh. Bắt tay là không ai dám ép nè. Rồi nhậu quá trời. Quên rồi. Tốt mình đi ha. Chiến. Mình chiến. Đổ đây nè. Đổ đây. Đổ hết. Đổ hết đi. Thôi hết đi. Tao. Coi trời đá không ạ? Chịu rồi. Dạ nó chơi chị không có ai xui. Dạ chị mới xui chứ. Anh với là chị không có xui. Dạ nó nước u với tao. Dạ đứng chơi. Dạ đứng chơi. Lấy con áo đỏ đây xuống nha. Theo chạy ngang lon nói chuyện với người xem cô bắt cái số. Thôi cầm tủa đi chị Tư. Rồi thôi mời cầm tủa đi. Cái đâu có cua với sòi không vậy? Có hành á. Đó, ai thích ăn gì ăn. Nhanh lại.
thiệu chị đó nha. Anh đứng lên làm luôn ha. Ngồi quá ngồi chứ. Ông mình biết xin hô sao. Em giới thiệu chị. Rồi chị Tư ơi, chị qua giới thiệu chị. Cái này là cô Mai, cô nhân của lớp trưởng Đại Quân. Cái anh mà áo cam cam nổi nhất là đây. Mai cũng còn cao, thì chị Hồng là phu quân của anh Mí, Mí là anh cao nhất đó, nữ nọ chị gà, có gõ vô Mai Thúy à, chiều về nước luôn, cùng nhân anh Hải, cùng đi Hồng lựa mà ai cũng được dạy đó, em không được dạy đây em mất dạy. Ở đây đâu em đã từ đây đi bớt đi nhiều lên từng hồi đó chắc vỗ á chị có chồng rồi dạ đây nè nè anh Tâm ơi em vỗ nhanh dẫn chuyện rồi quay chuyện em vô đó. Con cái rồi mà trời ơi lịch trình lịch trình chuyện này xong anh tới Mỹ anh nói anh quay cái Mỹ luôn á. Đúng rồi, cũng nói thiệt á. Bố nghe lời anh nói thôi con đừng buồn. Thôi giờ con đi nhỏ cái. Bự kìa, nó dở lên rồi hai cái. Sao này nè. Số bự kìa, nó dở lên rồi hai cái. Số bự kìa, nó dở lên rồi hai cái. Cầu nó con mắt nó cũng có trồng đen rồi chứ. Dậu về cầu luôn. Sao nó trồng cắn không mà không? Trời ơi. Trời ơi. Dở lên cái kia kìa, dở bên đây. À. Chứ bự kìa nó lên hai cái. Trời ơi, anh không nổi được. Bà chưa nói nữa. Là bởi vậy sau này là cái khi mà nó hết cái đập đen của nó. Nó hết đập trắng đó. Là bắt đầu á. Nó phải nó hiền hiền như nữ vậy. Trời ơi. Mày nữ là gì kia. Đó à, cái thằng tài biển cả. Hồi đó là ông nói chung là chờ biển đẳng phán nữ mà nữ chịu phải không? Ừ, chạy đi. Nó lộn á. Nó biển đẳng với ép của cái đường. Nó nhiều cái. Mấy nhiều cái. Thôi phái anh đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ chưa tận ra lúc đó là tôi cũng buồn, lúc đó tôi ra xuống được cái chi quà mình có cái rồi tôi ấn cái này làm luôn gì đó quá trời quá đất trời ơi còn nổi không bà không có xuống dưới không chị xuống nhà chị Mai xuống sĩ Mai rồi vô nhà chị Mai vô chị Mai chơi vô chị Mai em nhớ không trời ơi vô tới nhà em luôn trời ơi đi được vô nhà chị là mình muốn xuống tới là đi với chị Mình rồi hả còn bà Mai nhà mình đâu có bà Mai nhà tiểu Mai biển tiểu Mai hả đi ra vậy vô chị Mai rồi chị Mai của em Mai nè là trời ơi rồi biết là tôi buồn quá tôi đi không nổi chị rủ em vô đó rồi làm chung đó đúng không tôi ngủ nhà bà này rồi tôi ăn cơm nhà bà này biết rồi nó mệt luôn cái mà lúc mà tao chưa nghỉ học á bảo nghỉ rồi đến tao qua rồi thầy Minh hay mày thân với Minh nó thân với Minh Rồi, cho nhau. Đúng rồi.
Mày đỡ nó là uống thuốc này chết chưa? Bây giờ nó có xe, sợ cái thôi vừa có nó nằm. Bây giờ nó cái đèn. Ai uống không? Chỉ có mình đi trước là cái đi này đó. Đó nó phải về cho biết thôi, bởi nó phải về trước 5:30 gì năm rưỡi sau mới về. Cái là không có đứa. Đúng rồi. Nó mới về. Quay hai xoài. Quay hai xoài.
Đây vô cảnh phong phú. Đây có em chưa? Có rồi, có đang quay nè, đang quay nè. Bây giờ mấy anh em cùng gài cái nữa đi, gặp cái nữa đi. Có em không? Vô cái nữa đi. Vô cái nữa. Vô đây. Vô đây. Vô đây nè. Quay mấy người kia hái xoài. Okay. Con miếng gì đó cũng vô nó trời. Rồi. Chúng ta nó mướn. Nó trồng xong rồi xài ăn ngọt ngắt. Người kia đâu hết rồi nè, mình chi sách vậy nặng dữ vậy. Mấy người kia đâu hết rồi? Má của chị Sương mất 58 rồi chị Sương. Không có. Chị đi học ở dưới. Em mày coi nè, tao muốn làm xui, ổng cũng canh, ổng làm xui kìa. Dành nữa. Không sao, có hai đứa con mà. Hai đứa. Chị đi đây nè. Ba đi về với ông nội. Đi xíu thôi. Để ý hoài đâu, chẳng là có quay phim làm trí ngồi hoài đâu mà. Còn em một cô đồng mà. Ông nội tôi, trời ơi. Thôi gì anh kể mà. Mẹ của em mất 69. Rồi mẹ của chị Xuân là mất năm 78, sau 9 năm. Nào cũng đẹp trai, chín năm đẹp đó đẹp anh. Khá, bà Thành đẹp trai kiểu khác. Mà tôi thấy thích cái nét của Hoàng Anh. Tôi sinh năm 63 mà mẹ thì mất năm 69. Đẹp quá ha. Đúng rồi. Đã rồi. Trời ơi, bữa em đi xe đâu có nguyên đâu. Chung là tự em lấy con, lấy cái áo. Hồi xưa là học chung cái này là em... Cái nhỏ em... Đâu có ngã đó. Mẹ có qua nè. Mẹ chú ý quay rồi hả bác? Đúng không? Ghé này, em đợi này. Ghé, chú ý đợi chị đi xe đợi em mà. Nghe, hãy ngừng lại. Nghe nhà xe mình để bảo cho bà coi rồi. Cái bà hàng sớm không có hồi nhỏ. Ở chợ bà chịu anh ở đây. Mà ông lão ở đâu? Ở đây hả? Tại vì bịch lấy tấm hình của ba đâu rồi. Cười quá. Tấm hình của
nãy đâu, nó màu vàng phải không? Hồi đó mình có đi mà biết mà lúc nay. Ủa đó mình không có về nhà. Có đi làm dỗ rồi tới đó. Dỗ, dỗ lấy cái súng săn bắn rồi sao đó. Nhớ hay à, Nguyên còn nhớ cái món mà nấu với gà nấu chôm chơm. Chôm chơm. Ờ, đúng rồi. Trời. Nhớ mà. Ừ, nhớ tới giờ này nhớ dài thì chứ. Ủa sao băng mòn ra rồi đâu. Nhớ con nhà. Ngày gần đây nè, thí để đợi xa đó. Vậy mai chưa? Mai về. Chưa, lúc đó em đi học mà. Sao 8 năm sau mới cưới. Lão không, lúc đó em chân chạy là lúc được một lớp mà em có trung trung là cái chú sắp hai nhiều đẹp. Đó là em tham hai bốn lâu 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 ông này nửa đêm thì thực tập với em ông bảo kêu học lớp học lớp em mà đó em đi thực tập có con nhỏ kia nó thích em lắm cái nó kêu học lớp học lớp học lớp nhỏ nào vậy ta nhỏ nào vậy nó lại đâu rồi đây rồi dạ. À, dạ, bất cần chứ. Phải anh không vậy hả? Anh không về hả chú anh? Mình về luôn, vậy 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 lắm. Không có phải ở chơi chút đi, nó chịu chút đi cũng không phải. Nhưng mà giờ nè, phải về nhà cho lo con một hứa dân quệ rồi đó. Giận tụi nó là về nhà mình phải không? Ờ, về nhà mày rồi, cái xe chở nhà mày phải không? Về nhà xong mà cái quệ xuống. Nhưng mà cô anh bây giờ là về với ông Hồng? Chứ ảnh đâu có anh đi. Có gì chị đi xe ông ta luôn hả? Anh đi ông ta vậy đi vậy. Cái loại cho mà có cái làm sao ông để ông ta lên xe luôn vậy luôn hả? Biết sao để à? Sao để được á? Em lên cái vấn đề. Phê. Đây đi. Chào mẹ tao. Rồi bye, bye ha. Rồi, cảm ơn. Nhiều nó cao quá, nó cao quá. 4 ngày sau hay nó không có đâu. Rồi, chị có Giang về nhà luôn. 4 ngày sau đó. Đi rồi, ông xin nhớ rồi. 4 ngày sau nó em về, cảm ơn nè. Nè, rồi, rồi gót sen đến thị xã. Nè, rồi vậy nha. Rồi, có nhiều khi con đắng nó sắc bên không ai hay. Nãy nhờ có chị Tư mình có ăn bữa ăn ngon quá. Cảm ơn nha. Dạ. Nhất là cái món cho chị Tư gọi về, dạ, nữa chị Tư dạ. Ghé nhà chị Tư chơi. Dạ. Vậy anh ăn chiến ngang. Rồi, rồi. Có khi nào tôi có chuyện gì tôi... Rồi, sẵn sàng, sẵn sàng. Rồi, anh bổ nha. Anh em mình tay tại đây nha. Mai mốt anh em mình gặp lại nữa. Rồi, về khỏe. Đi chú Tâm mình khỏe chứ dễ ha. Dạ. Nó có dịp về gặp trai anh á. Dạ. Là anh càng ngày càng khá giả ha. Dạ. À, em. Lúc nắng thế. Đặt lớn quá. Đặt lớn quá trời lớn. Hai đứa. Anh biết là kiểu gì đâu anh ta hỏi sao. Vậy hả? Đưa lên thì mình cơ con. Đưa mình hỏi đi coi. Bự á, biết chữ á. Ừ, chạy bá. Quá, đứa ghê. Quá đầu luôn. Cái người vậy, ghê vậy chứ. Rồi Việt Nam cũng biết chữ sao quá. Bà xã. Mình mà không bao giờ bà xã hết. Anh Tư bữa nay ngon quá nhà. Trời ơi, em mới ăn một miếng bự quá quá trời luôn. Hứng Tư. Dạ. Cái này này bị ép ở nhà chứ không phải là bị ăn, muốn ăn nha. Cái này là bị ép á. Tóc tài, tóc tài. Cầm nè. Tóc tài. Kêu ăn xong rồi vệ sinh nha. Cảm ơn chị. Ăn thêm đi mà. Nè, không cái lòng vô nổi nữa. Thằng bữa nay mình lên đây nha, phát hiện cái tài năng của chị Xuân mình nấu nước nha.
Không, đâu hoài lắm, không có chị Tư với bộ. Anh chị Tư nãy có mắt nhỏ rồi. Chị Tư đó, chân nhanh là không đó. Chị Tư hỗ trợ vậy thôi. Nhưng kỹ thuật cũng đứng lại chị Tư. Vậy mai mốt mở nhà hàng được rồi đó. Hùng vốn mở nhà hàng đi. Không chừng mốt vào to. Đây nè. Rồi anh Tư. Dạ. Đây là chồng của bà Ngọc Nhanh. Chị Tư Út. Dạ. Nhanh. Ai giới thiệu được. Anh Tư biết đó. Anh Tư. Mất rồi giống cho nó. 30 năm trước lại em gặp anh. Nhà trong nhà nó chỗ qua, nó chỗ qua. Quên là 30 năm rồi anh ơi. Lâu quá lâu.